Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo yếm cho bé với họa tiết hình quả dưa hấu như thế này. Bên trên thân mình có tạo các cái hạt cườm và móc trực tiếp vào trong các cái mũi móc. Ngoài ra thì còn có viền lai áo cho cái họa tiết yếm của mình nó thêm xinh xắn hơn. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc mình dùng kim móc 3.0mm. Hoặc nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim to hơn sợi len 1/2 nha, cho cái phần yếm của mình nó được mềm mại hơn. Ngoài ra còn có kéo cắt len, một ít keo nến, một ít hạt cườm. Ở đây mình sử dụng hạt cườm màu đen và có cái khoảng trống nhỏ nha, để ta luồn cái sợi len vào nè, để cho cái hạt cườm này nó được xỏ vào sợi len một cách dễ dàng hơn. Thì ở đây mình có sử dụng keo nến nè, lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xỏ sợi len vào nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân trước. Trước khi tạo các cái mũi móc xích để móc phần thân của yếm thì bây giờ mình sẽ tiến hành xỏ các cái hạt cườm này vào trong sợi len ha. Thì cái hạt cườm của mình nó có cái khoảng trống nhỏ nè, cái việc luồn cái sợi len vào trong cái khoảng trống này rất là khó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xỏ vào một cách dễ dàng nha. Ở đây mình sử dụng keo nến, các bạn sẽ chích cho mình một ít keo vào cái đầu len này. Sau đó dùng tay vo thật mạnh vào để cho cái đầu len của mình nó bết dính lại và nó nhỏ lại nè. Ta sẽ vo thật mạnh vào nha. Thì lúc này cái đầu len của mình nó sẽ nhỏ lại và có độ cứng cáp nè. Đây, giống như một cây kim nhỏ ha. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành xỏ cho mình các cái hạt cườm vào trong cái đầu sợi len. Đây, lúc này ta sẽ xỏ vào cái đầu hạt cườm này một cách dễ dàng hơn nè. Đối với cái phần yếm này mình có trang trí 10 hạt cườm để tạo cái phần hạt cho quả dưa hấu á, nên mình sẽ xỏ vào đây 10 hạt cườm nha. Các bạn sẽ xỏ cho mình liên tiếp 10 hạt cườm vào trong cái đầu dây này. Sau khi đã xỏ được các cái hạt cườm vào trong sợi dây len rồi thì các bạn tiến hành kéo cho mình các cái hạt cườm này xuống phía dưới. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần thân của yếm. Các bạn cắt cho mình cái đầu len mà ta tạo ở đây nè. Ta sẽ cắt cái đầu len cứng này đi ha. Dùng đầu kim 3.0mm tạo cho mình ở sợi len màu đỏ này một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một dây móc xích ngang bằng được với cái phần ngực của bé ha, bằng với cái chiều ngang của ngực nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ở đây mình đã móc lên được 38 mũi móc xích tương đương với cái bề ngang ngực của bé ha. Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3, sau đó móc vào chân móc thứ 38 một mũi kép đơn. Tương tự chân thứ 37 cũng móc một mũi kép đơn vào đây. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu dây cuối cùng ha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được 38 mũi kép đơn vào 38 chân móc đầu tiên thì ở các cái chân móc này các bạn sẽ chia ra cho mình 3 điểm nha. Đây, một điểm nằm chính giữa và hai điểm nằm ở hai bên như thế này để ta trang trí 3 hạt cườm vào đây. Hoặc là nếu không thích trang trí 3 hạt, các bạn cũng có thể trang trí đều ra 4 hoặc 5 hạt nha, tùy vào sở thích của mỗi người. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo các bạn sẽ tiến hành giảm một mũi cho mình ở đầu và cuối hàng móc. Thì giảm mũi ở đầu tiên ta sẽ móc như sau.
Các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Móc vào đây một mũi kép đơn nha. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự cho chân kế tiếp cũng móc vào đây một mũi kép đơn. Và các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc mà mình đánh dấu đầu tiên. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc được đến cái chân móc mà ta đánh dấu, các bạn tiến hành tháo kim đánh dấu ra và ta sẽ móc một hạt cườm vào đây. Để móc một hạt cườm vào đây thì các bạn sẽ tiến hành lấy len, sau đó kéo cho mình một hạt cườm ra phía trước. Ta sẽ lấy len, sau đó kéo cho mình cái hạt cườm ra phía trước của đầu kim nè. Và móc vào cái chân móc kế bên là chân móc mà ta đánh dấu á, móc vào đây một mũi kép đơn. Đâm kim vào chân móc, kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim thì lúc này cái hạt cườm của mình nó nằm ở phía ngoài nè. Ta được một mũi kép đơn ở cái hạt cườm này ha. Tiếp tục móc vào các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu tiếp theo. Mỗi chân móc cũng tương tự, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái chân móc ta đánh dấu thứ hai thì các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra và tạo cho mình một hạt cườm ở đây. Cũng tương tự kéo cho mình cái hạt cườm ra phía trước. Tạo một hạt cườm tương tự như vậy nha. Thì ta sẽ tiến hành lấy len nè. Sau đó tiếp tục kéo cho mình một hạt cườm ra phía trước. Đưa cái hạt cườm ra phía trước đầu len nha. Sau đó móc cho mình vào cái chân móc ta đánh dấu ở đây một mũi kép đơn. Lúc này hạt cườm của mình nó sẽ lộ ra ở bên ngoài nè, tương tự như cái hạt cườm đầu tiên thì ta được hai hạt cườm rồi ha. Tiếp tục móc cho các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và cũng làm tương tự cho đến chân móc mà ta đánh dấu cuối cùng. Khi móc đến chân móc mà ta đánh dấu cuối cùng thì cũng tháo kim đánh dấu ra, sau đó tạo cho mình một hạt cườm tương tự như hai hạt cườm mà ta móc ban đầu á. Đây, cũng đưa hạt cườm ra phía trước, sau đó móc vào đây một mũi kép đơn. Như vậy là ở hàng móc thứ hai ta tạo ra được 3 hạt cườm để tạo hạt cho cái họa tiết của mình. Tiếp tục các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở hai chân móc cuối cùng các bạn sẽ chừa ra nha, để ta chụm lại thành một chân, móc đến chân móc thứ ba nè, tính từ ngoài vào trong. Hai chân móc cuối cùng của hàng móc này ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân. Các bạn tiến hành lấy len, sau đó đâm kim vào chân kế cuối. Kéo len qua chân móc, kéo qua hai chân móc trên kim, tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân cuối cùng, kéo len qua chân móc, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là hai chân móc cuối cùng ta chụm lại được một chân ở phía trên nè. Tiếp tục lên hai mũi móc xích,
Và cái hàng móc thứ hai này ta đã giảm được hai mũi móc, một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc, và tạo ra được ba hạt cườm nha. Tiến hành quay ngược đầu móc lại. Thì ở hàng móc thứ ba này mình sẽ không móc hạt cườm, các bạn sẽ móc cho mình giảm một mũi ở đầu và cuối hàng móc, tương tự như cái hàng móc thứ hai. Thì chân móc đầu tiên bỏ qua và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn nè. Như vậy là ta đã giảm được một mũi ở đầu tiên rồi ha. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và làm tương tự cho mình. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho hàng móc thứ ba thì ở hai chân móc cuối cùng các bạn cũng tiến hành giảm cho mình thành một mũi. Và cũng tương tự lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Sau khi hoàn tất được hàng móc thứ ba, ở hàng móc thứ tư ta cũng tiến hành giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Và hàng móc thứ tư là hàng móc số chẵn này thì tương tự như hàng móc số 2, các bạn sẽ tiến hành đánh dấu cho mình hai chân móc, và hai chân móc là nó sẽ nằm ở chính giữa của ba cái hạt cườm ở phía dưới nè. Để ta tạo được hai cái hạt cườm ở hàng phía trên này nha. Chân móc đầu tiên bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn để ta giảm một mũi đầu tiên. Sau đó các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến chân móc mà ta đánh dấu ở đây. Khi đến cái chân móc mà mình đánh dấu, tiếp tục tháo cho mình kim đánh dấu ra. Sau đó kéo cho mình hai cái hạt cườm lên phía trên. Đây, ta tiến hành tháo kim đánh dấu ra, sau đó tạo một hạt cườm vào cái chân móc mà ta móc ở đây nè. Và cái cách tạo hạt cườm cũng tương tự như ba hạt cườm ở phía dưới. Cũng đẩy cho mình hạt cườm ra phía trước. Lấy len sau đó đưa hạt cườm ra phía trước kim và móc vào cái chân móc ta đánh dấu một mũi kép đơn. Ta được hạt cườm thứ tư sẽ nằm chính giữa của hai hạt cườm ở phía dưới nè. Tiếp tục các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng móc tương tự cho đến chân móc mà ta đánh dấu tiếp theo. Móc tương tự cho đến chân móc này nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc được đến cái chân móc mà ta đánh dấu, tiếp tục tháo kim đánh dấu ra và cũng tạo một hạt cườm cho cái chân móc này. Lấy len sau đó đẩy hạt cườm ra phía trước đầu kim và móc vào cái chân móc ta đánh dấu một mũi kép đơn. Như vậy là ở hàng móc thứ tư ta được hai hạt cườm và hai hạt cườm này nó nằm xen kẽ với các cái hạt cườm phía dưới nha. Tương tự cho các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng chừa ra cho mình hai chân móc cuối cùng để chụm lại thành một chân. Đây, chừa ra hai chân cuối cùng này ha. Hai chân móc cuối cùng này cũng chụm lại thành một chân.
cũng lấy len, sau đó đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim, tiếp tục lên hai mũi móc xích. Ở các hàng móc tiếp theo, các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc nè. Mỗi hàng móc ta đều giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc nha. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình cái hàng móc số lẻ ta sẽ không có hạt cườm, và hàng móc số chẵn các bạn sẽ tạo cho mình các cái hạt cườm. Ở hàng móc thứ 5 ta sẽ không móc hạt cườm, và hàng móc thứ 6 là cái hàng móc số chẵn á, các bạn sẽ tạo cho mình các cái hạt cườm và xen kẽ với những cái hạt cườm mà mình tạo ở phía dưới nha. Móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi chiều cao của phần thân áo này vừa đủ đến cái phần cổ của bé thì các bạn ngưng. Đây, ta cũng móc xen kẽ ha. Và tất cả các cái mũi móc đầu tiên ta giảm đều bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Ở đây mình đã móc tổng cộng là được 9 hàng móc, và các cái hàng móc này cũng tạo hạt cườm xen kẽ với nhau ha. Ta có 9 hàng móc như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần viền này. Từ chân móc cuối cùng móc lên một mũi móc xích. Thì các bạn sẽ tiến hành quay cái mặt phải của cái mẫu yếm mình ra phía ngoài nè. Ta sẽ bắt đầu viền ở cái hàng mặt phải này. Móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Đây là chân đầu tiên nè. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Và cái phần viền này mình không giảm mũi nha. Chân kế tiếp cũng một mũi móc đơn. Tương tự chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã viền được hàng móc đầu tiên cho đến cuối hàng, ở chân móc cuối cùng móc lên hai mũi móc xích. Sau đó cũng móc vào chân móc cuối cùng mà ta vừa móc này thêm một mũi móc đơn nữa. Như vậy là ở đây mình tạo ra được một khoảng trống nè, để lát nữa mình có thể móc sợi dây lên nha. Tiếp tục cái phần viền ở bên hông này, ta sẽ di chuyển kim đến cái chân móc ở hàng phía dưới nè, chân móc ở hàng phía dưới này, và móc vào chân móc này cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. 1 và 2. Tiếp tục móc vào chân móc bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn vào đây. Và chân kế tiếp cũng tương tự, móc hai mũi móc đơn vào đây. Và ta sẽ móc liên tục như vậy cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi đã viền được một phần bên hông cho đến cuối hàng, thì ở chân móc cuối cùng của cái hàng móc cuối cùng này nè, các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng này và móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó móc lên hai mũi móc xích và cũng móc vào chân móc ta vừa móc thêm một mũi móc đơn nữa. Tức là chân móc cuối cùng ta sẽ có hai mũi móc đơn và xen kẽ là hai mũi móc xích nha. Ta cũng tạo ra được một khoảng trống để làm phần dây nè. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì ở đây các bạn sẽ tiến hành viền cho mình các cái mũi móc đơn cho đến cái chân móc cuối cùng này, cũng tạo cho mình một khoảng trống để mình làm cái phần dây cài nè. Móc vào đây một mũi móc đơn, lên hai mũi xích và móc tiếp vào đây một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục viền cái phần bên hông này cho đến chân móc cuối cùng ha. Chân cuối cùng sẽ là cái chân móc ta móc mũi móc đơn ở đây nè.
Sau khi đã viền được thân áo cho đến cuối hàng móc bằng các cái mũi móc đơn, thì tiếp tục ở chân cuối cùng sẽ là cái chân móc đầu tiên mà ta móc mũi đơn nè, cũng móc vào đây cho mình tiếp một mũi móc đơn nữa. Sau đó di chuyển kim đến cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Như vậy là ta vừa viền được cái phần thân áo ha. Từ đây tiếp tục móc lên cho mình một dây móc xích. Và sợi dây móc xích này nó sẽ có cái chiều dài vừa đủ để ta có thể luồn ra phía sau cột vào cổ của bé. Thì ở đây mình chỉ làm sợi dây mảnh thôi nha. Nó sẽ có cái độ dày là một hàng móc xích. Sau khi đã tạo được một sợi dây mình cài điều chỉnh cho cái phần cổ áo rồi, thì các bạn tiếp tục tạo cho mình thêm 3 sợi dây nữa ở ba cái khoảng trống này nè, ba cái khoảng trống mà ta tạo ở mỗi góc. Thì cái cách tạo dây nó cũng rất là đơn giản. Ta cũng sử dụng len màu đỏ tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó di chuyển kim cho mình đến cái khoảng trống mà ta tạo ở mỗi góc. Ở mỗi khoảng trống này ta sẽ có ra hai mũi móc xích nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào khoảng trống này, sau đó kéo nút vừa tạo qua cái khoảng trống. Từ đây móc lên một dây móc xích bằng với các sợi dây móc xích ban đầu mà ta móc nè. Thì cái sợi dây cột của mình nó sẽ có cái độ rộng là một hàng móc xích nha. Móc lên một dây móc xích bằng với các sợi dây ban đầu. Đối với sợi len thừa ở phía sau này, khi móc xong các bạn sẽ dùng cho mình đầu kim nhỏ và mình giấu các cái sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để cho cái mũi móc của mình nó được hoàn mỹ hơn. Sau khi đã hoàn tất được 4 sợi dây để cài điều chỉnh cho phần thân áo, thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc viền cho cái phần lai áo. Ở đây mình sử dụng màu trắng để tạo một hàng viền màu trắng trước nha. Ta sẽ đưa sợi len màu trắng ra phía sau mũi móc nè. Và cũng bắt đầu móc cho mình ở cái hàng móc mặt phải của phần yếm nha. Đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái phần viền ở phía dưới nè. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Cũng móc vào chân móc ta vừa lấy sợi len này nè. Móc tiếp vào đây cho mình một mũi móc đơn. Lưu ý khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Tiếp tục móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì sau khi đã viền được hàng móc đầu tiên cho phần lai áo, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và cắt len. Bây giờ ta sẽ móc tiếp cái hàng móc bèo ở phía dưới để tạo cho cái phần thân yếm nó có điểm nhấn hơn nha. Ở đây mình sử dụng màu xanh lá. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút ở cái đầu dây này. Và ta cũng bắt đầu móc ở cái hàng mặt phải của hàng móc phía dưới nè. Tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Di chuyển kim đến cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở hàng màu trắng, đâm kim cho mình vào chân móc mũi móc đơn đầu tiên này, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân móc kế bên và móc vào chân kế bên này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Chân kế bên cũng tương tự, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1 và 2. Khi đã được 4 mũi kép đơn cho hai chân móc đầu tiên, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân móc kế bên và móc vào đây một mũi dời. Ta tạo ra được một họa tiết viền đầu tiên. Từ đây lên hai mũi móc xích. Hai chân móc kế bên này ta sẽ tạo một họa tiết tương tự như hai chân móc ở phía dưới này.
Mỗi chân móc sẽ móc 2 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tương tự chân thứ hai cũng móc vào đây 2 mũi kép đơn. Như vậy là ta có được 4 mũi kép đơn cho hai chân móc. Lên 2 mũi móc xích và di chuyển kim đến chân móc kế bên, móc vào đây 1 mũi dời. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Hai chân kế bên cũng tương tự, mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào mỗi chân móc để cho cái phần bèo này nó có cái độ cong lại nè. Móc vào hai chân kế bên này tạo cho mình 4 mũi kép đơn cho hai chân móc. Móc lên 2 mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân kế tiếp và móc vào đây 1 mũi dời. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Ở mỗi họa tiết cũng tương tự, móc vào hai chân móc, mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục chân thứ hai 2 mũi kép đơn. Móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân kế tiếp 1 mũi dời. Lên 2 mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối hàng. Thì sau khi đã móc đến cuối hàng tạo cái độ bèo cho phần lai áo, tiếp tục lên 2 mũi móc xích và cũng móc vào chân móc cuối cùng 1 mũi dời. Móc lên 1 mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Thì sau khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc, mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu áo yếm hình quả dưa hấu như thế này. Thì đối với cái mẫu áo này, các bạn có thể phối thêm cho mình với một cái quần bikini như thế này, hoặc là ta có thể phối thêm quần sọt nha. Đây, chúc các bạn thành công!